trình về giấy phép, giấy phép lái xe không, không cần quay video đâu. Đọc làm sai người ta quay có gì đâu mà không có đúng, quay sai đâu không cản. Không còn tự nữ người ta, không nhậu vô tự nữ. Dạ vâng. Mấy cương nữ gì? Dạ vâng. Em ơi, không xuất trình giấy tờ xe, tôi đi dán đi không? Đợi chấp nhận rồi. Dạ, không xuất trình giấy tờ ra, có nghĩa không phải là đúng nữa. Không phải là đúng nữa. Rồi, công an bộ ra đi. Em bộ ra đi. Rồi, công an bộ ra đi. Nhưng mà anh đập xe không được nha. Tôi không có đập xe anh. Anh lấy gì làm bằng chứng tôi đập xe anh? Đúng, anh đập xe anh, tự đập xe anh. Xin lỗi cho xe mình còn đổ máy bật này xin anh nha. Tôi không nói anh là xe này anh đang đổ trên vỉa hè trái quy định. Tôi mời anh xuống xin trình giấy tờ xe. Vâng, vâng, để chúng tôi lập biên bản theo quy định. Tôi không có đem chịu, em phải anh chấp nhận vàng. Nhưng mà phải là tình của lý. Dạ vâng, em biết mà. Em ngại lên lấy bát thì nhiều lắm. Bây giờ em người nó tiếng với bác. Dạ anh cũng biết nhiều rồi, không nên Dạ vâng, em không phải là sai của em, nhưng mà em là tôi nói anh cũng biết nhiều rồi. Đó là thứ nhất. Dạ vâng, anh biết. Thứ hai là cái xe của anh đậu ở quán nhậu, một cái nhà quán nhậu, quán bia này. Dạ vâng, vâng, vâng. Anh lên anh cũng biết nhiều rồi. Và khi tôi đứng ở bên kia tôi coi. Không, em báo bán. Anh phải để tôi nói. Anh nói rồi, đến lượt tôi nói. Vâng, em cũng lời. Tôi nhìn rõ ràng là nhân viên của tôi không có động thái nào đập xe anh hết. Và anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và anh đã có hành vi chống đối cảnh sát. Tôi chưa thấy cái chuyện đó. Tôi nhìn bên kia. Tôi nhìn bên kia đó là nhân viên của tôi không ai đập xe anh hết. Đập dưới xe em đập vào. Rõ chạy có quay gì hết rồi. Tất cả ở đây phóng viên báo chí ở đây người ta quay phim. Biết hết mà. Nếu mà nhân viên tôi có hành động đập xe anh không có nói nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và tôi xin lỗi anh. Xin lỗi, tay này quay phim không được. Cháu mình tin không nên làm. Không, mình không có bao giờ mình đọc bình tĩnh. Em sai em chịu. Em chịu đâu phải, em chịu hết tất cả. Bất Hải là tấm mình ở quận Giúp, phó chính quan nhân quận Giúp tại vì để nhìn về lỗi nha. Ok, em chấp nhận lỗi, em có lỗi em nhận lỗi. Em không có giờ bào chữa bất kỳ lấy. Có đồng cảm không? Cái sai nữa là bây giờ em không có vô lăng được đâu. Dạ vâng, đúng rồi, chính xác. Em không có vô lăng được đâu. Dạ vâng, bố các bác. Em có bia rượu để mua vô lăng này chứ. Dạ bố các bác, em có được chứng minh lấy không? Còn giấy tờ cho mình xe đây. Anh cứ đi chỗ khác thì giờ ra đẳng cho con bố người lập tay. Ờ, có chân. Đây là phóng viên là phải reporter với biên bản mới có thể ngồi đây không?
tôi vẫn bật siêu nhanh nha, vẫn nổ máy nha. Còn rồi anh cứ làm biên bản đi, anh tính sau. Bây giờ anh đưa anh bản lên tôi ký. Hồi nãy mình đã nhắc anh rồi ha, mình không phải anh đưa anh bản tôi ký là rồi. Không, anh không mời. Xe tôi tổng là lớn vậy. Giữ hai mà giữ luôn. Không, anh đi ra ngoài cho người ta làm việc. Anh đừng có sáng vô đây nữa. Anh ra ngoài cho người ta làm việc. Không, xe tôi thì tôi. Anh ra ngoài cho người ta làm việc. Không, xe tôi ở đây. Xe của anh đã đình xong rồi, anh đi đi. Chấp nặng luôn. Bây giờ nè, bây giờ anh đi nhà kiếm ai công an. Anh chức vụ gì? Bắt tên anh đâu? Phụ hiện đâu? Xin lỗi anh không có gì hết. Báo cáo với anh đại quý đó, báo cáo anh là bên thủ trưởng luôn. Anh không có gì hết. Anh không có chức vụ quyền hành gì hết cho mày. Người ta thấy anh rối, người ta mời anh ra ngoài. Xin lỗi em cũng là em cũng là người trong ngành góp ý cho anh làm trước mặt anh mới mời anh làm ăn rồi làm vậy. Tài sản 1 tỷ muốn lập biên bản cẩu xe về không có người, tôi có người, tôi trực tiếp xe lên nổ máy vẫn bật xuyên danh. Bây giờ muốn cẩu xe về tôi với cái chữ kia đó, tôi chấp nhận là tôi sai, tôi ký trong cái biên bản hoặc là trong cái giấy tờ niêm phong, cứ mới điên trong tài sản anh chấm định không, ai chấm tài sản tôi trong xe tôi bao nhiêu tiền à. Cái siêu anh nắm được không, cái siêu anh cái giấy anh liền vòng không bằng cái siêu, anh đồng ý không? Không phải bình tĩnh nhưng mà không biết muốn chỗ sai này muốn làm không biết, nhưng mà trong sai tôi có dụng cụ có giấy tờ luôn, không phải tôi phải ký với đó, trong xe tôi đang nổ máy, ví dụ xe tôi không có nổ máy không có bật xi nhanh thì tôi chịu, xe tôi đang nổ máy, mấy anh muốn liên phong cái này tôi biết lỗi thì chấp nhận đóng tiền lỗi một chậu vì chậu, nhưng mà nguyên tắc xe tôi nha, tại con đồng chiếc đường không bằng xin nhanh, không phải đồng chiếc đường hả, đây con đồng chiếc lề không phải giữ đường ở trên lề, bạn muốn chậu bằng chậu thì kệ không quan trọng, tất cả quay lên nguyên tắc nha. Xe tôi nha, trong xe tôi tài, trong xe tôi trị giá không biết bao nhiêu tiền tôi không biết, anh yên vong đó nha, tôi có chứng cứ thôi, tại vì tôi ở đây bắt đầu một hải đúng không? Cậu ấy bắt Nguyễn Thị Nhân ra. Không phải, không có gì quan trọng. Không lắm 10 triệu, 20 triệu, đóng tiền. Vâng, nhưng mà nguyên tắc là xe tôi không muốn lấy những cái gì vận động cá nhân tôi lấy về được không? Không. Tôi yêu cầu mở ra tôi lấy những cái gì vận dụng cá nhân tôi. Còn muốn lấy xe đi đâu đi? Không đi được không ta, rồi không được. Không ai nguyên tắc. Tôi đang bị đau tim, tôi có thuốc trong xe, tôi lấy thuốc tôi uống để tôi chở tim, tôi ngất xỉu. Mấy bạn nhà nước chính quyền dán xe tôi không được, không phải như bắt ra chúng mình bình phong thôi, nhưng mà giờ muốn vào xe lấy thuốc ra uống. Đó, đúng rồi, con tim cũng đứng đây đi lát đó. Mở cửa ra đi, tôi lấy rồi muốn làm xe giấy tờ xe bước hết xe ở Việt Nam này cũng bây giờ phải mất xe ô tô cũng bán chậu rồi không lắm thì quay bên nói cho bạn này nhá, trong xe mình á
cậu đâu chị, không quan trọng. Nhà nước ta chứng nhận được là cậu xe mình đã có biên bản, ok. Bây giờ trong xe mình á, mình đang nổ máy, đang hoạt động, mình muốn là mở ra để mình lấy thuốc mình uống trong tim mình thôi. Nếu mà cơ quan đơn vị nhà nước không cho thì mình không đồng ý. Vấn đề sai muốn lấy đâu lấy, không quan trọng, ok. Đồng ý chưa? Yêu cầu xe mình mà muốn lập biên bản, muốn làm gì không quan trọng, nhưng mà mình nhờ một tí là mình mở cửa xe ra mình lấy thuốc mà uống thôi. Cái thuốc này nếu mà sai sự thật nha, nếu mà sai của chính quyền nha, sai pháp luật thì mình đã tu. Sai mình nếu mà khám đây nha, pháp luật sai, khi mà khám mình sai luôn xe là phải kiểm tra tổng quát xem mình có chở đạn dùng ma túy không, chở vũ khí cháy nổ không, chở truyền đơn không, chở chống phá cái nạn cách mạng không. Xem mình không có gì hết, mình lấy thuốc mình uống thôi. Tại sao niêm phong cho mình lấy để về? Mình yêu cầu là niêm phong thôi, mở niêm phong mình lấy thuốc thôi. Mình trả xe cho các đơn vị nhà nước đem xe về, mình không sợ nhà nước lấy, mình không bao giờ mình sợ hết. Okay. Phạt nó đi, xe tao mua được 100 triệu tao đóng phạt. Nguyên tắc đó nha, muốn kiểm tra xe này nọ, chấm trụ, có tao đồng ý. Cái trong xe nó có gì tao chịu, tao đang bị tim. Kế sau đó mày, quay lên cho bạn. Quay nữa không, đưa điện thoại cho quay. Quay file luôn nè. Mình không là chống phá các bạn, mình là người. Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch đoàn quận nhất đưa tôi ký đúng không? Đưa tôi ký cho chấp nhận. Xe tôi lấy đồ những vật dụng tư nhân tôi về. Tôi muốn làm, muốn cậu xài, muốn bán xe tôi không quan trọng.
tôi chạy xe này được thì tôi làm được chiếc xe này. Nhớ nha, mấy bạn nói nha, mấy bạn nhớ nha. Xe tôi cũng chảo đi và có mặt tôi. Nhất thứ hai, tôi phải là với người công an có chức vụ. Ông là dám đảm bảo lấy xe tôi đi, ông là chịu trách nhiệm. Ông nào đồ hại đúng không? Phó chủ tịch công an, phó chủ tịch ủy ban nhân quận nhất đúng không? Xe tôi chỗ 5 tỷ với một cái huynh dám đảm bảo xe tôi đang nổ máy, đang mặt xi nhanh, động cơ vẫn nổ. Các bạn nhớ nha, tôi không có làm sai đâu. Tôi đưa chứng minh giấy tờ cho không được. Đây là mời anh về chế người ta phải nghiêm. Tôi đưa chứng không phải của người ta. Bây giờ mời anh đi. Không, anh lên đi. Tôi đưa giấy tờ chứng minh cho anh. Hỏi gì vậy? Công an phường đi, anh trình bày gì em về công an phường? Nói gì đâu? Thôi, lấy bằng không? Thấy trường mất không? Thấy trường mất không? Mời anh. Thôi, 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 thôi. Thấy trường mất không? Thôi, thôi, thôi. Thấy trường mất không? Thấy trường mất không? Thấy trường mất không?